Áp lực khi nhận cả tá lời công kích, bạn gái mới Quang Hải nhắn Antifan, xin bạn khẩu hạ lưu tình. Huỳnh Anh đi chùa cầu Bình An sau khi nhận vô số lời công kích từ những người không quen biết. Tối ngày 12 tháng 5, mọi sự quan tâm đổ dồn về hai cái tên Nguyễn Quang Hải và Huỳnh Anh. Sau thời gian dài để người hâm mộ đồn đoán, chân sút gốc Hà Nội chính thức công khai đang hẹn hò với nữ du học sinh Singapore. Sau một ngày, Cặp đôi còn khẳng định chủ quyền bằng cách chuyển từ mối quan hệ đang độc thân thành đang hẹn hò và không quên tác tên đối phương. Ngay lập tức, thông tin đã thu hút sự chú ý. Ngoài lời chúc phúc, không ít bình luận chỉ trích cặp đôi. Trong khi hải con bị nói là kẻ phụ bạc, dễ dàng buông tay mối tình thanh xuân kéo dài 3 năm, số khác lên án Huỳnh Anh là tiêu đây, chen chân vào mối tình Hải Lê. Đặt ý kiến trái chiều, trước đó Quang Hải từng lên tiếng anh cho hay đã bao giờ chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm nhận một sự việc hay chỉ vội vàng buông những lời cay nghiệt để thỏa mãn bản thân. Các bạn có thể vui và thoải mái khi xỉ vả được người bạn ghét nhưng các bạn đâu biết được rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy được lòng dạ các bạn. Cuộc sống này là để sống, không phải để giải thích. Về phần Huỳnh Anh, ngay từ khi dính nghi vấn hẹn hò Quang Hải, cô liên tục bị anti-fan tấn công. Bởi vậy, đến khi công khai tình cảm rồi, những lời lẽ không hay tiếp tục đổ dồn về phía cô. Ban đầu, nữ sinh gốc Khánh Hòa chỉ nhẹ nhàng đáp trả, thay vì dành cả thanh xuân làm người khác bất hạnh, hãy tự tìm cách làm bản thân hạnh phúc. Tuy nhiên, khi bị quá nhiều áp lực, Huỳnh Anh liền có động thái gây chú ý. Cụ thể, mới đây, khi đăng ảnh đi chùa cầu Bình An, cô nhắn nhủ hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Xin bạn đa khẩu hạ lưu tình. Ở phần bình luận, rất nhiều người gửi lời động viên huỳnh anh đừng để mấy lời nói đó ở trong đầu cố lên em gái em làm được em không thể cấm người khác nói gì về mình nhưng em có thể thay đổi suy nghĩ của chính bản thân không sao bạn ơi cứ sống theo ý mình đi đừng quan tâm tới người ghét mình có thể thấy việc yêu cầu thủ nổi tiếng đối với một cô gái bình thường sẽ có không ít áp lực hy vọng thời gian tới cặp đôi sẽ có những hành động thiết thực chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng đắn